Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài, chỉ còn phút chốc, do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Chỉ còn phút chốc nữa thôi. Thế gian biến chuyển dân trôi như bèo, bá ra lãnh lấy hiểm nghèo. Lớp đầu lớp đói lại đèo chiến tranh, lớp dịch vũ hán hoành hành. xác chết quá tài phải đành đốt thiêu. Lớp nào kinh tế hát hưu, cụm co co cụm tiêu điều giao thương người nghèo thất nghiệp vấn vương, đói đau đau đói thê lương lâu dài. Lớp nào cường quốc dương oai, tranh nhau đấu chiến coi ai làm chùm, Mỹ-Nga cái cọ tùm lum, Ukraine nổ bùm đạn bom, Gaza Hamas giặt tròm, do Thái đánh trả sớm hôm điều tàn, thành đô sụp đổ tan hoang, thương vong vô số vô vàn khổ đau. Rồi đây sẽ tới giặc tàu ngọ mùi thân dậu biết bao họa sầu, lưỡi bỏ lè liếm tới đâu. Bom đạn tới đó đài lầu tiêu vong, biển đông dậy sóng mênh mông. Máy bay tên lửa cuồng ngông phi hành, mẫu hạm tàu chiến vang danh. ạt ảo khai hỏa tan tành mục tiêu. Đánh sáng rồi lại đánh chiều. Đánh khuya đánh tối dập diều thây phơi. Giặc trời đi trước là lơi. Theo sau giặc nước tơi bời chứa chan chúng sanh trả quả ngày tàn. Mạng người như sợi chỉ mảnh treo chuông. Bá ra mau trở về nguồn. Quay về căn bổn tập tuồng tu thân. Tu sao cho chọn tứ ân. Hiếu trung đền đáp nghĩa nhân chan hòa. Tu sao nghiệp sát ta bà. Đừng vai nợ mạng mới là an thân. Chỉ chay giữ giới ân cần. Tử bi bố thí về lần bổng lai. Nam mô bổn sư như lai. Ta bà giáo chủ xin ngài bao dung, độ cho sanh chúng ngày cùng, bình an hạnh ngộ về cùng Phật gia. Nam mô Đức Phật Di Đà. Độ cho sanh chúng ta bà bình an. Sydney, ngày 29 tháng 12 năm 2023, kỳ vân cư sĩ. Chay kỳ chay trường. Chay bốn bữa ấy là quy tắc. Lời Đức Thầy dìu dắt chúng sanh. Đức Thầy dạy rõ ngọn ngành. Người mới quy Phật chưa dành ăn chay mới ăn tương rứt dây trong bụng, mới ăn trao kinh khủng lắm thay. Cồn cào bao tử đêm ngày, bốn bữa chay ấy thấy giải muôn thu, rồi từng bước âm u biến mất, nguyện y hành cói Phật hiện dần. Trao tương bốn bữa ân cần, lâu ngày tập tỉnh lần lần tiến lên, từ bốn bữa tiến bền sáu bữa, sáu bữa rồi tiến nữa không thôi. Chay kỳ tiến mãi được rồi, thì là tiến tới được ngôi chay trường việc tu tịnh trao tương là quý, lời Đức Thầy dạy kỹ trong kinh, giới dân nhà Phật giữ gìn. Tu hành đừng có sát sinh thú cầm. Người tu hành luyện tâm thanh tịnh, dốc một lòng an định như như. Dù ai bảo dại cũng ư. Ừ. Trao tương đạm bạc ta cười vui tươi. Sydney, ngày 29 tháng 12 năm 2023, kỳ vân cư sĩ. Pháp Phật chỉ có một là giải thoát, không hai mà cũng không ba nhưng căn cơ chúng sanh dày mỏng khác nhau, nên Bồ Tát phương tiện nói vô, nói hữu, nói chay kỳ, chay trường. Nếu chấp duy nhất một phương tiện ắt là bế tắt, phải phương tiện uyển chuyển dĩ huyến độ trơn mới mong cứu độ tất cả chúng sanh, không chấp cao hay thấp. Này đệ tử xin cảm tác những dòng thơ trên đây minh họa pháp phương tiện của nhà Phật. Khi căn duyên đã chín mùi, tự nhiên hành giả tới lúc phải cầu đạo, ăn chay, niệm Phật, Bản thân tôi khi xưa vào ngành phi công quân đội VNCH thập niên 1960, trong thời chiến tranh khốc liệt nhất, ngày đêm phải nhào lộn trên chiến trường mịt mù khói lửa. Rồi bỗng sinh ra cảm hứng viết văn, và năm 1968 tôi và chiến khu Cục G gia nhập Liên minh Mặt trận Giải phóng, chịu bom đạn B-52 tơi bời, khi đói khát quá phải săn bắn khỉ vượn sẻ thịt mà ăn. Sau năm 1975 về thành, lại viết văn làm báo, nhậu rượu đế ăn thịt chó. Vậy mà khi cơ duyên tới, tôi vượt biên sang định cư nước Úc, rồi đọc kinh Sấm, Trường Chay, Niệm Phật, say mê biên khảo sách đạo. Vì vậy mà trong quyển Mãi Mãi là bí mật và quyển Lang Thang qua chiến tranh, nhà thơ Thanh Thảo viết rằng tôi thay đổi bất ngờ từ đời sang đạo là một điều bí hiểm khó hiểu. Phải chăng điều bí hiểm đó chính là Phật pháp nhiệm mầu? Sydney ngày 29 tháng 12 năm 2023, Kỳ Vân Cư Sĩ Biên Khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.